Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ví coin 98 để chứa những đồng coin chạy trên nhiều nền tảng khác nhau, ví dụ như BT bạn ETH, mạng BNB, Smart Chain các bạn. Và một điều đặc biệt ở sàn một cái ví coin 98 này là những cái token khi các bạn làm airdrop phân phối tự động nó mã hóa về các bạn. Nó khác như chocolate như MetaMask chút xíu các bạn. Là một cái điểm thuận lợi cho tất cả các bạn nào mà đang làm airdrop không biết check những cái trang mạng bạn, thì để tạo được cái gì thì mình lấy phần link mô tả dưới video mình, các bạn tải về mình một cái app là coin 98, các bạn mở ra các bạn. Đây thì mình hướng dẫn các bạn tạo ví này các bạn. Sau khi tạo ví các bạn chọn vào một tiếng Việt nha tất cả các bạn. Rồi các bạn lướt qua. Rồi các bạn lướt qua hết nha các bạn. Các bạn chạy chút xíu nha. Sau khi nó ra các bạn lướt qua xong thì có thể một đăng nhập vào đăng ký, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên email của tất cả các bạn nha các bạn. Anh Thiên Quỳnh đang làm 191. Rồi bạn bấm nút tiếp tục các. Sau khi các bạn bấm vào một tiếp tục thì có một cái mã mail về, rồi gửi về mail email bạn confirm mail các bạn. Rồi coi 98 đã gửi về một cái email các bạn 6418 là cái mã confirm cho tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn điền vào đây mã xác minh 6418 6418. Cái mã giới thiệu này cũng để cho phần link mô tả, các bạn copy vào, các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một xác minh nè các bạn. Đây thì tên định danh và tên hiển thị, các bạn tự đặt tên của mình nha các bạn. Mình là Quỳnh Nhân Ảnh nè. Tên hiển thị bao gồm chữ cái và số. Tên định danh là mình anh đi 4 số 1 có chữ cái và số các bạn. Tên hiển thị thì mình, các bạn ghi họ và tên của tất cả các bạn vào. Quỳnh Nhân. Các bạn chạy chút xíu các bạn. Anh rồi tiếp tục thì bạn bấm mật khẩu của mình từ 8 đến 20 tự và xác nhận mật khẩu của mình lại các bạn. Rồi bạn bấm vào một tặng hưởng là nó tạo ví cho mình các bạn. Rất tiếc tên người dùng này đã được sử dụng, mình đổi tên lại. Rồi bấm tặng hưởng. Ok, tên người dùng này đã được sử dụng. Ok, như vậy là mình đã được có một cái ví coin 98 nha các bạn. Phan các bạn, chờ nó lót cái mạng chút xíu các bạn. Rồi các bạn chưa, như vậy là mình đã tạo mật khẩu giấy, mình phải tạo một cái ví các bạn. Thì các bạn bấm vào một thêm ví nha các bạn. Đâu rồi ta? Sao nó nhảy lên rồi nhảy xuống hoài. Các bạn chậm xíu nha các bạn. Sau khi các bạn bấm vào một tạo thêm ví thì nó có hai phần là một tạo ví mới và khôi phục ví nha các bạn. Thì các bạn có thể bấm vào một khôi phục ví nè. Đây thì các bạn chọn mạng nha các bạn. Thôi nhảy ra văng ra ngoài các bạn. Trên đây thì chạy rất là nhiều nền tảng các bạn. BNB Best 2 nè, BNB Smart Chain Best 20 nè các bạn. Thì các bạn dầm có một dưới đây thì các bạn gặp nha các bạn. Ví Hubi của Chain này tùm lum hết các bạn. Best 20 các bạn chỉ việc. Đây là BNB, các bạn bấm vào một khôi phục ví nha các bạn. Thì đây tên ví thì các bạn tự đặt các bạn. Đây khôi phục ví thì 12 cụm từ, các bạn có thể chìa khóa ví thì các bạn có thể dùng 12 cụm từ trên ví chocolate các bạn bắt deploy cũng được nữa các bạn. Rồi các bạn nào đây thì mình hướng dẫn các bạn tạo ví các bạn. Thì các bạn bấm vào một thêm ví. Rồi các bạn bấm vào một tạo ví mới các bạn. Thì các bạn tên ví, bấm vào tên ví và bấm khởi tạo thì nó có 12 cái cụm từ các bạn. Nó cũng như là cái địa chỉ ví chocolate vậy đó các bạn. Đây thì mình không có hướng dẫn các bạn tạo các bạn. Các bạn tự tạo đi. Ok, đây mình đã khôi phục ví BNB Best 20 của mình các bạn. Thì mình cũng đã bắt up 12 chuỗi bảo mật ở trên ví chocolate của mình ra qua các bạn. Thì mình trở về một cái giao diện chính của nó nè các bạn. Thì mình đã nhận nó tự động nó bắt up qua. Mình đã còn trong ví BNB Smart Chain mình là khoảng 2 đô nữa các bạn. Đây thì những token nó tự hiện ra nè các bạn, 0.1 in nè, gốc két nè. Điều đặc biệt ở đây là những cái token các bạn làm airdrop thì các bạn nó sẽ tự động mã hóa nha các bạn. Thì các bạn muốn tạo ví nào thì các bạn bấm vào thêm ví nè các bạn. Thì ở đây thì tất cả như các mạng nè các bạn, Bitcoin, Ethereum này nọ rồi các bạn, Huobi này nọ rồi các bạn. Thì nó có hai mục tạo ví mới và cái mục khôi phục ví thì các bạn
muốn nào bạn nào muốn tạo dí mới thì tạo dí mới các bạn, nào bạn nào muốn khôi phục dí thì khôi phục dí các bạn. Ok nhỉ, thì nó có một gỡ nhận nè các bạn, một nhận nè các bạn. Thì BNB nè, thì những cái đồng coin nè các bạn, có chạy trên nền tảng Solana nè các bạn. Thì kết nối thị trường trao đổi nè các bạn. Thì đây thì nó cũng có một bên gỡ, bên nhận và trao đổi nè các bạn. Này thì cũng nó cũng tương tự như một cái ví podcast to càng chút quả lét cho thôi các bạn. Ok thì các bạn cứ tải về mà tìm hiểu các bạn. Vì mình hướng dẫn các bạn tạo ví coi 98 đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.